Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới chuyển động. Mười thói quen dọn dẹp nhà cửa mà cha mẹ bạn đã dạy bạn thật sự là sai. Tôi vừa chuyển đến sống với bạn trai và khi đang dọn dẹp nhà bếp sau bữa tối thì anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc, thô thiển và nói: "Em sử dụng cùng một miếng bọt biển để rửa chén và lau mặt bàn à? Như vậy chỉ làm lây lan vi khuẩn thêm mà thôi." Ồ, tất nhiên là anh ấy nói đúng. Tôi nhận ra điều này. Đó là một điều rất rõ ràng. Vậy tại sao tôi làm điều đó? Tôi trả lời: "Hừ, em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em đoán đó chỉ là những gì mẹ em đã làm." Tất cả chúng ta đều có những thói quen mà chúng ta học được từ cha mẹ mà chúng ta có thể không bao giờ đoán được. Và hầu hết những thói quen đó có lẽ là những thói quen lành mạnh. Nhưng khi cha mẹ chúng ta già hơn, các tiêu chuẩn vệ sinh đã đổi khác. Với thế hệ sau, chúng ta chỉ biết rõ hơn về một số điều nhất định. Thêm vào đó, chúng ta có rất nhiều sản phẩm và công cụ khác trong tầm tay. Khi nói đến việc dọn dẹp nhà cửa, như tôi, bạn vẫn có thể thừa hưởng một số bài học từ cha mẹ mà thực sự không phải là phương pháp hay nhất. Xin mời các bạn nghe tiếp để biết những thói quen xấu mà bạn có thể học được từ cha mẹ già thân yêu đã thực sự sai và làm thế nào để sửa đổi chúng để làm cho ngôi nhà của mình sạch sẽ và lành mạnh hơn. Thói quen xấu thứ nhất, sử dụng cùng một miếng bọt biển để lau chùi mọi thứ. Tôi đã không học được bài học này cho đến khi tôi trưởng thành, nhưng sử dụng cùng một miếng bọt biển để lau mặt bàn của bạn và chà rửa bát đĩa chỉ chuyển vi trùng từ một bề mặt bẩn thỉu sang bát đĩa mà thôi. Trên thực tế, miếng bọt biển nhà bếp của bạn có thể là thứ bẩn nhất trong nhà của bạn. Cho dù mặt bàn của bạn chỉ có bụi bẩn thông thường hàng ngày, chúng cũng chứa vi khuẩn có hại. Vì vậy, bạn phải bảo đảm rằng bạn đang sử dụng miếng bọt biển sạch cho mỗi nhiệm vụ. Vì vậy, để tránh lây nhiễm chéo, chỉ định một miếng bọt biển cho mỗi mục đích, khử trùng chúng trong máy rửa chén hoặc cho chúng vào lò vi sóng trong 2 phút sẽ tiêu diệt rất nhiều vi trùng, nhưng không phải là tất cả. Vì vậy, bạn cũng cần phải thay thế chúng thường xuyên hơn. Thói quen xấu thứ hai, bạn không làm sạch dụng cụ lau chùi. Giống như một miếng bọt biển bẩn thực sự có thể làm cho bát đĩa sạch của bạn bẩn hơn, điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các dụng cụ làm sạch trong gia đình. Tất cả mọi thứ từ cây lau nhà, chổi, bàn chải chà, máy hút bụi và dẻ lau sẽ không có hiệu quả và thực sự có thể gây hại nhiều hơn lợi nếu chúng không thực sự sạch sẽ trước khi bạn sử dụng chúng để làm sạch. Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng, hãy làm sạch và khử trùng các dụng cụ gia đình của bạn. Điều đó có nghĩa là lắc bụi bên ngoài để giải phóng các hạt và giặt giẻ trong máy giặt cùng với các dung dịch khử trùng, thuốc tẩy hoặc là giấm. Đối với đầu cây lau nhà hoặc là chổi hoặc là bàn chải chà, hãy loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào trước khi ngâm chúng trong xô nước nóng, xà phòng và dung dịch khử trùng. Thói quen xấu thứ ba, làm quá tải máy rửa chén. Tất cả chúng ta đều biết rằng người cha khăng khăng rằng ông là người duy nhất có thể tải máy rửa chén đúng cách, sử dụng mọi không gian có thể để đưa nó đến công suất tối đa trước khi nhấn nút khởi động. Nhưng quá tải máy rửa chén có thể dẫn đến bát đĩa bẩn cần phải được đưa qua chu kỳ thứ hai để làm sạch và bát đĩa bị nhồi nhét có thể bị hỏng. Vì vậy, không chồng chéo và đảm bảo chưa đủ chỗ giữa các vật dụng mà máy có thể thực hiện công việc của mình.
Thói quen xấu thứ tư, sử dụng quá nhiều bột giặt. Cha mẹ chúng ta có thể đã cho rằng họ càng sử dụng nhiều bột giặt, quần áo càng sạch. Nhưng sử dụng quá nhiều thực sự có thể có tác động tiêu cực cho bạn và quần áo của bạn. Nó không chỉ khiến bạn tốn tiền bằng cách lãng phí chất tẩy rửa, mà còn khiến máy giặt sử dụng nhiều nước hơn mức cần thiết. Sự dư thừa chất tẩy rửa cũng có thể làm ố hoặc là làm đổi màu quần áo, và sự tích tụ chất tẩy rửa trong vải có thể khiến nó trở nên cứng, trầy xước hoặc dính. Quần áo có thể có mùi hôi thối ngay cả khi chúng mới ra khỏi máy sấy. Những thay đổi này đối với kết cấu của vải cũng có thể gây kích ứng làn da mong manh của bạn. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian để đọc bao bì ở trên chất tẩy rửa, để xem nhà sản xuất khuyên bạn nên sử dụng bao nhiêu cho mỗi lần giặt. Rất có thể nó ít hơn nhiều so với bạn nghĩ. Dù bạn sử dụng loại bột giặt nào, hầu hết đều đi kèm với các phép đo được đánh dấu bên trong nắp hoặc là trên muỗng. Thói quen xấu thứ năm, quên làm sạch tay nắm cửa và tay cầm. Khi chúng ta nghĩ về việc dọn dẹp một căn phòng, chúng ta nghĩ đến những khu vực lớn nhất hoặc là rõ ràng nhất. Khi cha mẹ bạn yêu cầu bạn dọn dẹp phòng khi còn nhỏ, điều đó có thể có nghĩa là chỉ nhặt quần áo lên khỏi sàn nhà và cất đồ chơi đi. Danh sách kiểm tra để dọn dẹp nhà bếp có lẽ chỉ là rửa bát đĩa bẩn, rồi lau mặt bàn và lau sàn nhà. Người ta thường bỏ qua một số bề mặt nhỏ nhất và khiêm tốn nhất ở trong nhà như tay nắm cửa và tay cầm. Vì chúng được mọi người trong nhà chạm vào cả ngày lẫn đêm, những bề mặt nhỏ này tích tụ một lượng lớn vi trùng và hiếm khi được làm sạch. Vì vậy, làm sạch những bề mặt thường bị bỏ qua này là một phần của thói quen làm sạch thường xuyên của bạn. Sử dụng chất tẩy rửa khử trùng trên tất cả các tay nắm cửa trong mỗi phòng, cũng như tay cầm cho nhà vệ sinh và vòi bếp. Thói quen xấu thứ sáu, lau sạch chất khử trùng ngay lập tức. Có lẽ chúng ta đã thấy cha mẹ của chúng ta làm điều đó, hoặc có lẽ chúng ta đã học được điều đó từ việc xem quảng cáo. Và hầu hết chúng ta đều cho rằng chất tẩy rửa khử trùng hoạt động ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta lau sạch chúng vài giây sau khi chúng ta phun lên mặt bàn hoặc là các bề mặt khác. Tuy nhiên, hầu hết các chất khử trùng cần phải có thời gian dừng là vài phút, trong đó chúng phải ướt trước khi tất cả các vi trùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, bạn cần đọc nhãn của các chất khử trùng trong tủ của bạn trước khi bạn phun và cho chất khử trùng thời gian được khuyến nghị để diệt vi trùng trước khi lau chúng đi. Thói quen xấu thứ bảy, không khử trùng bàn chải đánh răng. Khái niệm làm sạch bàn chải đánh răng là xa lạ. Chúng ta chỉ sử dụng chúng 2 lần trong một ngày, cho đến khi lông bàn chải trở nên mỏng hoàn toàn trước khi ta thay thế chúng. Nhưng miệng là nơi vi trùng, và bàn chải chúng ta sử dụng để làm sạch chúng có thể sinh sản vi khuẩn. Vì vậy, cần rửa sạch bàn chải đánh răng của bạn sau mỗi lần sử dụng, và chắc chắn rằng bạn đang lưu trữ nó ở một nơi sẽ cho phép nó khô trong không khí. Mỗi tuần, nên vệ sinh bàn chải bằng cách để nó ngâm trong nước súc miệng, hoặc là nước kháng khuẩn, hoặc là hydrogen peroxide pha loãng với nước. Và cuối cùng, hãy làm theo hướng dẫn của Hiệp hội Nha khoa về thời điểm thay bàn chải đánh răng, cứ sau 3 đến 4 tháng đối với người lớn, hoặc là nếu mà lông bàn chải đã bị sờn và phải thay thường xuyên hơn đối với trẻ em. Thói quen xấu thứ 8, bỏ qua việc lau chùi các thiết bị nhà bếp của bạn. Cũng giống như chổi và máy quét bụi thường bị lãng quên khi làm sạch, các thiết bị chúng ta sử dụng để lưu trữ, nấu thức ăn và rửa bát đĩa cũng vậy.
Nhưng tủ lạnh với thực phẩm dính bị đổ vào trong đó và những sản phẩm cũ thối rữa ở trong ngăn kéo, cũng như thực phẩm giòn nấu chín trong lò nướng và lò vi sóng, thì có thể làm giảm chất lượng và an toàn của thực phẩm tươi sống. Vì vậy, giữ tủ lạnh của bạn bằng cách rửa ngăn kéo bằng nước nóng và xà phòng và phun tất cả các bề mặt bằng dung dịch giấm khử trùng nhưng không độc hại với thực phẩm. Làm sạch lò nướng của bạn thì bằng chất tẩy rửa được làm riêng cho lò nướng, hoặc chà mọi thứ bằng bột nhão làm từ baking soda và một ít nước. Để bột nhão nghỉ trong vài phút trước khi lau sạch bằng miếng bọt biển sạch. Tất cả các máy rửa chén thì là khác nhau, nhưng nói chung tất cả những gì bạn cần làm để làm sạch chúng là làm thoáng bất kỳ bộ lọc nào, đảm bảo không có nấm mốc hoặc mảnh vụn làm tắc nghẽn các lỗ ở trên cánh tay của máy, chà chúng bằng chất tẩy rửa nếu có và chạy một chu kỳ chỉ với một cốc chứa đầy giấm để khử trùng và phá vỡ dầu mỡ, nấm mốc và lượng dư thực phẩm. Thói quen xấu thứ 9, sử dụng quá nhiều khăn giấy dùng một lần để làm sạch mọi thứ. Hiện nay trên thế giới đã có ý thức về môi trường hơn rất nhiều so với vài thập kỷ trước, và một thói quen cũ mà chúng ta biết nên cần phải phá bỏ là sử dụng khăn giấy dùng một lần để làm sạch, làm tốt mọi thứ. Với một vài ngoại lệ, bất cứ điều gì bạn có thể làm sạch bằng khăn giấy thì bạn có thể làm sạch bằng thứ gì đó để có thể tái sử dụng. Vì vậy, lần tới khi bạn đi lau nước tràn ở trong tủ lạnh hoặc làm sạch cửa sổ, thì hãy lấy một miếng bọt biển, hoặc là giẻ lau, hoặc là một trong những loại khăn giấy có thể tái sử dụng bạn nhé. Thói quen xấu thứ 10, bước cuối cùng mới dọn sạch bụi. Bạn có thể đã thấy cha mẹ bạn phủi bụi đồ đạc, quạt trần như là bước cuối cùng của việc dọn dẹp phòng sau khi dọn dẹp và hút bụi xong. Nhưng làm sạch một căn phòng theo thứ tự đó thì chỉ giải phóng các hạt bụi vào không khí, cho phép chúng lắng xuống sàn nhà và các bề mặt khác thay vì là loại bỏ chúng. Vì vậy, hãy làm sạch từ trên xuống dưới. Khi bạn bắt đầu bằng cách phủi bụi và kết thúc với sàn nhà, bạn có thể hút bụi hoặc quét sạch tất cả các hạt bụi đã trôi xuống đất, có nghĩa là bạn sẽ không còn hít phải chúng nữa. Trên đây là 10 thói quen dọn dẹp nhà cửa sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải. Các bạn nếu có rơi vào những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải sửa sai nhé các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngôi nhà luôn luôn sạch sẽ và thoáng mát. Và bây giờ, Thế Giới Chuyển Động xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nhé. Bye bye!